Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay anh em mình dẫn cả nhà đi soi đêm nha. Hồi chiều ở dưới chỗ mình á cũng mới vừa mưa xong á, để cái anh em mình đi vô trong chỗ cái ruộng ớt của nhà mình trồng nè. Ở đây nguyên cái ruộng ớt luôn. Trời ơi, nay rửa cái chỗ ngồi có bông màu tím ngồi lên trời. Đi soi đem cái bao đi. Hôm nay anh em mình đi soi có gì anh em mình bắt đó nha. Này hồi chiều mới mưa xong. Ở đây là cái ruộng ớt nhà mình trồng nè. Hôm nay nó lên được như đây nè cả nhà. Này cao có bông à. Có bông sắp có trái rồi. Cái này là cha mình giăng mấy cụm dây đặng cho nó không có gió thổi không có ngã nữa cả nhà. Cô Mon đi quay với mình xong rồi á, cái chiều khoảng là cái vô đây phụ giăng mấy cái dây nè. Cho gió thổi cái nó không có ngã mới chết. Chiến này là ớt nhiều lắm luôn á. Cái là hái nguyên một bao. Cô Bon nó đi soi mà đem theo cái bao này nè. Nhà có cái bao đó lấy luôn. Giờ mấy anh em mình đi vòng cái mấy bờ đây nha cả nhà. Đi từ anh ơi, đợi em nữa nè. Đâu đâu anh? Nước sổ giật nửa kinh. Nước này đi bắt cái bim một cá ngon. Sổ chiều luôn. Bây giờ rồi nước trong ghê luôn anh. Ôi nước trong mà thấy cá luôn rồi cả nhà. Ủa bên đây con cả nhà. Ủa cái này có cái dọc. Ủa cái gì? Cái gì anh? Cái lá cái lá. Chơi mà chơi còn vụ na nữa. Chỉ ngoài kinh đó. Ngoài kinh cái này cỏ rồi đó. Ôi, cá quá trời luôn anh. Ôi. Có bị thấy không? Ôi. Con mới xuống. Hai con luôn, hai con bên kia con nữa. Nè nè nè. Thấy chưa? Nè, nguyên cá bự cả nhà. Xa xa ra mon, đứng lên đi. Rồi nó thấy cái chĩa rồi. Cái kênh nó trước mặt anh. Ôi, cái này là cái họng nước ở ruộng cả nhà. Cái họng nước này bự anh. Quán cà phê nó làm nhanh ghê luôn á. Con nó có chạy bẩn không? Không, nước bọn bên đây nó hơi đục đục rồi. Bên đây cá rô cá đống rồi cả nhà. Ôi nó bơi. Cái này mình qua mình giục cái lưới ở đây á. Dính mà anh. Đụng rồi, không biết dính đâu à. Để em ngồi đây. Ôi dính rồi nè nè nè. Để anh bắt ra. Đụng rồi mà không biết dính. Anh nghe cái sạch luôn. Nè. Trời ơi. Rồi anh thả nó về dưới nước luôn rồi. Con nó chắc cũng yếu rồi, lát mà mình gặp nó rồi cũng mấy. Nước đục rồi. Để em kiếm em. Còn con nữa. Đây này, này. Ôi. Con kia nó mạnh á. Nói gì vậy? Rồi, nguyên cáo phi luôn nha. Mình rình nó lại cái mình mới trẻ nó cũng yếu.
cái bao đâu mọi. Cái bao nãy anh cầm hả? À? Anh bỏ đâu đây nè. Ủa cá vi nó bự luôn à. Ủa, còn một con nữa. Nó bự hơn bàn tay luôn á. Không có gì mà cuộn thì cũng kẹp. Nãy anh em đi trước á bắt được mấy con gái nữa. Thôi về để em cho cá nhà cõi này nữa. Cõi gì mọi? Cá nhà trong đây có hai con này bự lắm cá nhà. Trời ơi. hai con cá xanh lè luôn cái. Hai con cá, hai cá lạo. Gì đó mà đi trong vực con dép đâu. Con nữa. Lấy đi đem. Lấy giùm anh cái chĩa mon. Được không? Lấy được không? Đây đây. Đây đây. Đây đây. Nó quản nó chạy đây. À. Nè nó dưới đây gì vậy? Nè mới thấy nó phớt ở đây. Cái đèn nó đúng rồi nó cái đèn lu rồi. Đúng rồi. Đây đây nó bơi qua đây rồi. Đây đây đây. Nó chạy nó vùng vòng rồi. Dính nhanh. Chạy đâu mà cho thoát. Tưởng dính đưa lên dính cục xe. Cái hai con cũng cỡ rồi. Ôi. Mặn mặn nó ghê cả. Cái đồng. Ơ chết chết. Ở trên cái gò đất này nè. Đây ổng. Để nó anh em mình vô. Nó có cái ấy mà anh em mình không có quay được nha. Bốn con lận đó, hai con ngay cả nhà với hai con cá màu xanh lè luôn. Mà dưới cá đuông nhiều anh thả cái lưới xuống là bắt cá đóng. Lên đi kiếm cái nữa. Rồi hai con cá đó mà chiên sùa hết sảy luôn. Để chiên lên chứ. Nước đều nó quẩn đục ngầu hết rồi. Rồi để anh giới thiệu nha. Đây hồi tối á, anh em mình đi soi được hai con chuồn chuồn đâu bái. Anh em mình soi được hai con cá phi nha, với hai mấy con cua này á, nãy mình bắt ở đầu ruộng nè. Con cua càng bự rồi. Bữa nay á thì anh em mình nấu canh chua, mà canh chua nấu với đọt keo nha. Đây rồi, nghe lạ trời. À, với mình sẵn mình có hái thì mấy trái keo non nè để rác nấu canh chua á. Ôi. Em thì em nghĩ mà sao ha, nấu canh chua đọt keo mà sao có mấy trái keo nằm ở đây kìa. Mấy cái keo hả? Ngon dữ dằn luôn ngon. Ui, ngon chèo à, lựa mấy trái nhỏ nhỏ nữa mới.
Nè, mấy cái đọt keo anh em mình lựa nó non không, đọt non thấy không? Với sẵn cái mình đi cặp mé kênh á, được cũng có mới rau muống á, non rồi cái anh em mình hái thêm mới rau muống để rác nấu chung với canh chua nha. Hôm nay trời mưa cái rau muống nó non chèo anh. Với đặc biệt là biết gì không Mon? Bữa nay là anh em mình ăn canh chua với có bắp nấu, mắm ruốc. Mắm ruốc này mình cũng có gói vậy nè, cho nó đẹp nha. Thôi đừng mở nha. Ôi, nó thơm chịu không nổi. Này mà có trái xoài ha. Trời ơi, xẻ ra cái quết vô cái. Xẻ làm đôi ấy, xong quết vô. Cái lá me này để rác quên nữa, bữa nay anh em mình nấu với lá me nha. Lá me này để rác cu mon tuốt. Trời ơi, nấu lá me là hết sảy luôn rồi. Giờ để anh lặt cái mớ ra muống. À còn nữa. Bữa nay bữa nay mình ăn với khô cá lù đù nha cả nhà. Canh chua mà ăn với khô là hết sảy luôn rồi. Cái con nước á với mặn mặn á dễ ăn nữa, ăn vô chua chua mặn mặn. Cái rau muống này cũng non á nè, non chèo. Thầm hỏi mà trời mưa nó cộng đồng mấy nó mọc. Tốt ghê luôn á. Ngắt bớt á để nó dài quá, mấy cộng đồng dài dài để ngắt bớt. Ngắt bớt mấy lá này. Mon cho anh cái thau nước đi Mon. Anh lặt anh bỏ vô rồi. Mà hồi tối này mình đi soi cũng hên á anh. Đi gặp được cái ruộng nó sổ nước cá cái nó theo ra. Chứ anh em mình đi hồi tối soi được có mấy con nhái à. Cái vô gặp lúc đó là kiểu như có sổ cống á, rồi cái nước ở trên ruộng nó cao hơn ở dưới cống á, cái sổ chảy ra cội cá rô nhiều lắm nha. Mà cái đó phải có cái lưới mới được luôn. Mà cá rô bự không à. Cái lưới mình thả xuống mình để chừng chút xíu á, mình đi thăm loại cái thì dính vô luôn á, dính cá gần. Mà hên tiện có hàng cá phi á anh. Không, cái lúc mà anh đi ngoài trước á, nó kiểu như nó thấy người á, nó quảng cái nó tung vô cái đường nước rồi. Ngồi ba con. Mà mấy con cá phi mới đậu, tưởng con cá rô bự mà, nhìn kỹ cái anh thấy, hồi cá phi. Mà mấy con cá phi có trứng mà. Cá này ha, hồi tối mà nó còn sống luôn nha, là cái anh em mình lộng á, mà mình để cái mình xách cà nó ngon á. Mà hồi tối em nhìn cái tướng anh mà xẻ con cá em mới cười á, con cá đầu tiên anh. Em nói, cái này rồi, cái này xảy này chứ không đâu. Tại rớt không có dễ, tại trong rớt lần hai rồi xuống dưới nước rồi luôn. Xảy là anh về anh lấy cái lưới vô anh chăng luôn. Mà mấy con cá phi nó mạnh á anh. Thấy nó vậy mà nó lên nó còn tung được. Nó tung vậy, cá kiểu như cá đồng á, nó mạnh hơn. Mà nó vậy hồi cái nó cũng yếu rồi, tại nó bị hết lần rồi. Rồi, để mình bằm mớ tỏi này cái mình lát mình nấu canh chua nha. Giờ anh em mình lên chiên khô trước đi. Và mình chiên mấy con khô cá đù đù này. Ôi nè. Cái mớ đọt keo non cả nhà. Cái đọt keo này ha, mà mình ăn sống cũng được, ăn sống chấm với cá kho mình luộc. Còn bữa nay thì anh em mình là nấu canh chua nha. Nãy giờ anh em mình cũng có chiên được mớ khô nè. Mớ khô cá đù đù. Cá đù đù nha. Không, anh đang ngồi gần em vui lắm nè anh. Nát cái nó văng vô. Cái mấy cái màng màng này là cái muối. Muối nó ra ha. Dạ. Khô này anh em mình cũng có rửa sơ nó cá. Mình chiên. Giờ nó vàng rồi để em gắp nha. Rồi cái này mà ăn với canh ha là gì? Canh khoai canh rau đổ mon. Canh rau tập tàn á, tổ hết sảy luôn. Với canh khoai mỡ nữa. Canh chua nữa. Ở đâu có cái miếng này mon? Cái miếng mà lót cái đi. Lấy vô em trắng gió luôn, cái này gió hơi mạnh. Bây giờ em nhắc cái chảo này xuống em bắt cái nồi lên trên. Bắt gì mạnh cái son lên nha. Giờ để bắt cái nồi lên. Bắt cái son lên cái này mình nấu canh nha. Nghe chưa? Rồi nghe em rồi. Để anh cho dầu vô cái mình cháy sơ mấy con cá. Cho nó ngon đấy. Mình xào sơ. Ở đây mình cũng có băm sẵn mớ tỏi với ớt cho vô nè. Cái này là lên màu lắm nè. Anh em mình cháy sơ mấy con cá nè, cho nó thơ, nó không có tanh á. Với thơm nữa. Ủa nè mon à. Có đầm trứng á. Đầm trứng nặng nó đẻ ha. Con này không có. Mình cháy vài lát nó thơm lắm nè. Với nó thơm mùi gì không anh? Thơm mùi mùi ớt. Cho nó ra thế. Nè
hai con bự. Rồi đem thêm nước vô. Mình nấu cái nước cho nó sôi lên á. Rồi cái lát mình cho lá me vô. Cho mấy con cua vô luôn anh nè. Để em cho mấy con cua vô. Có con cua kia thì nó bị mất tiêu hết cái càng. Con mất tiêu cái càng anh cho vô rồi. Cái càng này giống như bị bẻ rồi ha, gãi á. Bị gãi. Ở đây á, cá mình nãy mình cũng có cho vô luôn nha. Giờ để mình vớt ra. Giờ là chín rồi đó. Chín cá rồi, giờ mình vớt ra cái mình cho cái lá me vô á. Mấy con cua bên này nó đỏ rồi nè. Đỏ ha. Xong mấy có mấy con cua trước cái mình để gì cũng vô cái nồi canh mà nó không được đỏ ha. Hay là chín chưa tới mà anh? Em không biết nữa. Anh biết làm sao rồi, cái hộp nó trốn cua môn á. Bữa đó không có cho đủ ớt á, bữa nay cho nhìn đủ nè nó mới đỏ nè. Để nên mình vớt con cá ra nha. Ôi nè, cá phi nè. Hai con cái là đẹp mít cái gì á. Với cái nồi canh á, anh em mình cũng có niêm trước rồi. Giờ mình cho cái lá me mình dò cho nó dập vậy nè. Cho nó ra chua. Rồi lá me nãy ra từ từ chứ không phải là nó ra liền. Để cho nó ra chua cái anh niêm rồi anh cái nữa mình cho rau vô. Đó, xanh đỏ. Thôi bữa nay mấy con cua lên màu đẹp á. Ba con. Rồi, đến múc ra. Mình này múc vô cái thau luôn. Con cua đu theo mon ơi. Còn hai con nữa lận. Cái nồi canh này anh em mình cũng niêm nếm rồi nha. Nãy anh em mình quay mấy cái đoạn á, nó bị mất cái file đi. Nó bị đứng nó mất. Đứng em á. Nghe quay nóng máy quá cho nó đứng. Em ngồi cuối gió nè cái nó thổi quá, lửa táp vô nóng. Cho rau nhiều vô cho nó ngon. Cho nước nha. Để anh cho. Để anh cho con cá lên. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Đọt keo không à? Như mấy trái keo. Cua đâu vậy? Được ba con cua. Với hai con cá nữa. Khó quá. Để múc. Rồi, anh em mình cũng có cho ra cái nia nè. Đó, bữa nay anh em mình múc cái canh chua vô cái thau bự luôn nha. Nãy cái thau nhỏ kia nó không vừa, anh em mình cho vô cái thau bự luôn. Với ở đây thì ăn kèm với khô cá lù đù. Với đặc biệt là bữa nay canh chua mình chấm với cái mắm ruốc nha. Mắm ruốc này là ở dưới chỗ mình á cũng thường hay ăn á. Mắm ruốc này thơm chịu không nổi luôn. Cái này mà có cây xài ở đây ha. Mỗi lần ăn cái mắm ruốc này là mình nhớ tới ngoại mình nè. Tại vì ngoại mình thường thường á là ăn canh chua hoặc canh bầu đồ á, cái gì á, hoặc rau luộc đồ á, cũng chấm với cái mắm ruốc này á. Mắm ruốc cái mình pha cho nó hơi lỏng lỏng ra. Nếu là cái khổ qua luộc. Cái màu vàng vàng này là cái của cái đọt keo nó ra nha. Tưởng con gạch của con cua ra chứ. Rồi, xin mời cả nhà nha. Hồi thấy gì mà chưa rồi. Chưa. Để anh gấp cái keo mà. Cái đọt keo ăn cũng được, trái keo ăn cũng được nha. Mình luộc rồi mình chấm sống á, nó cũng ngon. Mà mình lựa mấy cái đọt non, mấy trái non nha. Mấy cái đọt keo cũng dễ kiếm lắm nhiều. Rồi, làm cục mắm ruốc gì vô nè. Xong hết nửa chén cơm. cái mình nấu bằng cái lá me non á, nó ra cái vị chua chua thanh. Chấm vô nha. Rồi đọt vui, để anh kẹp thêm miếng này nữa. Thêm một lát ớt nữa. Rồi, cái gì mà chịu nổi. Chưa chưa mà ăn cơm mà có tô canh chua là hết sảy luôn. Ngậm cái đầu mà.
cà phê đi sôi đêm nha mon. Sôi luôn. Mà chung cái họng nước nó bự á anh. Ừ. Ôi, cái họng cái đường nước nó giống như một cái mương luôn á. Sâu lắm. Mà cái đó phải chi mà nó kiểu nó sổ hơi tối á, nó mà sổ mà kiểu như chiều á. Nó sổ tới tối cái nước nó cạn xuống giờ thêm khúc nữa, cá ra nhiều. Cá bự. Mà nước nó trong nó trời, đứng ở trên mà nhìn thấy con cá nó bơi dưới. Đó, anh gấp mấy cái tá kèo mà chấm vô cái mắm ruốc đây nè. Em làm thường mà ăn canh chua với rau muống với hai lập rau nhúc á anh. Chứ ăn với ruột heo cũng là. Mấy con cá phi này ha, anh thích nhất ăn mấy cái đầu. Cái đầu ăn nút ngon. Béo. Cái này mới có nhiều trái keo. Có cái mắm ruốc cái có mấy con ruồi. Có mùi mắm. Ăn mấy nào món nào mắm là có ruồi. Anh làm miếng khô nè. Nó thử khô em chiên. Cái hồi nãy có rửa nước cần cho nó bớt muối. Vô cơm không? Dạ. Để em thử cái đột keo. Bữa nay rau nhiều nha Mon. Quyền thao luôn. Không chậm với cái mắm ruốc nè. Xin mời cả nhà nha. Cái đột keo ăn thơm ghê đúng không anh? Ừ. Chấm vô mắm ruốc hết thảy. Chan nước. Cái đột keo này ha mà mình trời mưa á, ở vòng vòng nhà mình không có cái mình ra không có cái rau mà để nấu canh chua á, mình ra mình bứt mấy cái đột keo nấu canh chua với kèm mấy cái rau muống nữa. Với nó cũng dễ ăn nữa. Cá này canh chua anh vừa luôn. Nè, chặt. Dễ vậy nè. Ôi, con cá phi thịt không? Này món nào? Ôi, ôi nè. Mọi người ăn cái đi. Thôi, cho luôn á. Thôi nè, ăn cái đi. Ăn vậy nó không có đều. Không, thôi vậy chứ trông nhiều lắm á. Này trứng nó còn nhỏ, nó còn bự dữ nữa. Mấy con cua bữa nay vàng hết luôn ha, đỏ ao á. Chấm vô cái gì. Mà biết sao mấy con cua đợt trước nó không đỏ à. Nó đen giống em á. Nó đen. Bữa nay mấy con cua đỏ ao cả nhà. Ôi, trong nó gạch không? Cua đợt nó gạch nhiều. Cua chấm mắm ruốc. Cái gạch nó béo ghê không anh? Nhưng mà con cái cua này nó không được thịt nhiều. Cái càng nó chắc ớt à. Để em cắn thử. Không cũng được anh chứ không có ớt đâu. Không chấm vô ăn luôn. Ôi ôi vậy nè.
Ăn canh ngon quá, của mòn không ăn khô luôn. Chua không? Để múc thêm miếng canh. Ngọ cái đồ keo nó ra cái nước hơi đỏ đỏ à. Mà có hồi tối mình đi soi á, nhái nó nhát lắm mà. Dạ. Ý là mưa rắc 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 á. Mưa chiều luôn á. Đi tới nó nhảy tiêu á. Mà mấy con nhái bự á thì nhái nha, mà mấy con nhái nhỏ á nó biết mình không bán nó, có nó dạng lắm. Nằm đi à. Nằm đi à. Cái mùa này nhái cũng ít nữa. Cứ lúa lớn xuống lúa. Thật đúng không? Anh ăn canh chua này không cũng ngon à. Chấm cái rau á. Rồi, ai để nguyên chùm đọt keo vậy hả? Nguyên chùm luôn à. Trời trời. Cái ăn nguyên ngọn nguyên chùm luôn. Em thử miếng cái keo. Cá phi thịt không. Vô mấy cái ra mèn. Dạ. Còn dưới đây một con. Nó lặn dưới đây nè. Đây đũa kéo rồi. Nó làm giống người tối vậy, nó lặn dưới nấp dưới đó. Gấp lên cái. Cá này không rã luôn ha. Dạ. Ý là anh gấp vậy á. À, tối anh ruột nó quá nó chạy cái nó chắc thịt mà. Mà Dũng á mà tối này cái cả đống luôn. Cái luôn. Nãy nguyên một thao đầy luôn. Anh nói là mấy món này hao nước lắm. Làm cái đuôi. Mà này, nãy anh nấu cái kiểu vậy ha, để cái rau nó còn không bị rụt nhiều ha. Dạ. Với nó vừa chín tới á, ăn còn có giữ đâu đồ giòn. Làm được miếng thịt luôn. Để lát em gặp. Nãy mát như ghê luôn. Giờ nắng luôn. Từ tới giờ ăn là nắng rồi. Ngồi nó ngó ngoài vua đồ ao. Mượn con nghe không? Dạ không. Tới ba con rồi. Để em thử cái món cua chấm mắm ruốc. Cua chấm mắm ruốc không ơi.
con cua này chắc không? Ừ. Dành nó béo ghê nữa. Cái này là trái kèo chấm mắm ruốc nha. Không chơi nữa. Chơi vụ ra ngoài. Hôm nãy mà cứ quên cái chùm kèo cho chấm mới đã. Ở tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha.